Singleton 18 là loại rượu whisky single malt được chưng cất từ một loại mạch nha duy nhất tại một nhà máy duy nhất, với hương vị khá cân bằng và rất rõ ràng vị trái cây, kẹo bơ và mùi sôi nồng nàn. Thương hiệu Singleton và kiểu dáng chai dẹt đã quá nổi tiếng trong thị trường whisky. Điều đặc biệt nằm ở 18 năm ủ sôi, nó trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng và giá cả của chai rượu. Bên cạnh đó còn là nguồn nước suối tinh khiết và tự nhiên. Nguồn nước thật ra cũng là một nguyên liệu vô cùng quan trọng bên cạnh lúa mạch để tạo ra một chai rượu ngon đấy nhé. Cũng giống như những chai rượu Singleton khác được bán tại khu vực châu Á, thì Singleton 18 cũng có bản được làm từ nhà máy GlenOrch. Mỗi chai rượu đều có những hương vị đặc trưng khác nhau. Ví dụ về Singleton 18 rất khác biệt so với Singleton 12. Nó mượt hơn, ngon hơn và khá thơm mùi kẹo táo. Tất nhiên là mức giá cũng cách biệt nhau khá nhiều. Rượu Singleton 18 nên được uống neat, uống trực tiếp. Nếu như pha chế thành cocktail, các bạn có shop rượu mua về rồi pha chế cho chắc chắn và tiết kiệm hơn.